Tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác một bộ cát 18 màu với 18 màu cùng với mặt hoa khác nhau. Hàng này thì em lựa chọn nhà vườn người ta có phân loại mặt hoa cho mọi người. Bởi vì dòng cát này ra trong cái bảng màu của nó thì có hàng trăm loại mặt hoa cũng như là bảng màu khác nhau. Và để thuận tiện nhất thì em sẽ phân màu các bác ưng cái mặt hoa nào, hoặc là các bác có cái mặt hoa nào rồi thì các bác có thể là tìm những cái mặt hoa nào mình chưa có để bổ sung vào cái bộ sưu tập của mình nhé. Và cát phân màu này thì em cũng bán cho mọi người với cái giá mà cái hàng xổ số thôi. Bình thường hàng phân màu là nhà vườn người ta phân màu người ta sẽ là giá nhập cao hơn, nhưng em cố gắng là sẽ giữ giá cho các bác. Và em xin báo giá luôn là tất cả dòng cát này trừ duy nhất một loại, đó chính là cát mã số 18, cát hồng Giáng sinh, là dòng cát bụi lớn, em bán là 170. Còn đâu đó tất cả các loại còn lại em bán chỉ có 130.000 đồng một bụi thôi. Nó tùy từng màu, tùy từng màu thì cái bụi to, bụi nhỏ nó sẽ khác nhau nhé. Em sẽ quay chi tiết bảng màu kèm hình ảnh cùng với tình trạng cây. Có những loại bụi to, có loại bụi nhỏ, bởi vì nó tùy từng màu sắc khác nhau. Và khi các bác ưng cái màu nào thì các bác chốt đọc đúng cho em mã màu nhé. Bên em sẽ gửi đi cho mọi người. Và hàng này thì bông to, dòng cát một lá. Và hàng này hoa quanh năm các bác nhé. Đã ai, những ai đã yêu mến cái dòng cát Lai Gia này rồi thì không thể không cưỡng lại cái vẻ đẹp cũng như là màu hoa rất là yêu thích. Và sau đây thì em sẽ đi qua từng mã, các bác đọc chốt đúng cho em mã màu, đọc đúng bên em sẽ gửi hàng cho mọi người ạ. Mã số 1 ạ, vàng lưỡi hồng nhá. Cái dòng này thì bụi nó to. Đấy, em lấy cho mọi người solo ra một cái bụi của nó này. Đây ạ. 130.000 một bụi cát vàng lưỡi hồng. Đây là mã số 1. Mã số 2 cát hồng phấn ạ. Đây ạ, một bụi của nó tương tự như thế này, cũng nhiều giả hành, nhiều tép. Cát hồng phấn 130.000. Màu số 3 đó chính là màu đỏ nhung. Dòng này thì bông rất là đẹp, màu đỏ rực rỡ. Đây ạ, một bụi của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, cũng không nhiều giả hành cho lắm, nhưng mà được cái nó rất là khỏe. 130.000 cát đỏ nhung, mã số 3. Mã số 4 trắng họng vàng ạ. Dòng này củ giả hành to mập. To mập nhá. Đây ạ, một bụi cát như vậy 130.000. Mã số 5. Dòng này là dòng vàng mắt nai ạ. Một bụi của nó nhiều thân, đẹp. Vàng mắt nai cũng 130.000 thôi ạ. 130.000 vàng mắt nai. Mã số 6 cam lưỡi đỏ. Dòng cam lưỡi đỏ đấy ạ. Mã số 6 cam lưỡi đỏ. Đấy, rất là nhiều mầm đang lên nhá. Mã số 7 màu cam lửa. Đó, một bụi cát cam lửa đấy ạ. Mã số 7 130.000. Mã số 8 cát xanh cốm ạ. Cây này thì cao, dài, một số cây còn đang mèo. Tỷ lệ nó cũng ít thôi nhưng mà cây nó rất là mướt đẹp. 130.000 cát xanh cốm, hoa màu xanh. Mã số 9, cát ngũ sắc ạ. Dòng cát ngũ sắc đây ạ. Đó, đợt này về thêm nhé. Hôm trước thì cháy hàng cái dòng cát ngũ sắc này. 130.000 cát ngũ sắc, mã số 9. Mã số 10, cát hồng đẹp. Đây ạ, bụi hồng đẹp lá to. Đây là mã số 10 cát hồng đẹp nhé. 130.000. Mã số 11 trắng lưỡi nhung. Đây là một bụi trắng lưỡi nhung đấy ạ. 130.000 một bụi trắng lưỡi nhung. Mã số 12 ạ. Đây là dòng cát đỏ phượng hoàng. Đấy ạ. Cây của nó mướt đẹp chưa? Đấy. Cái này em chưa nhấc lên được. Đấy, 130.000. Đây là cát đỏ phượng hoàng. Nó cũng ít giả hành hơn cho những dòng khác. Hoa rất là đẹp. 130.000 cát đỏ phượng hoàng mã 12. Mã số 13 cát orin 130.000. Cát orin 130.000. Đây là mã số 13. Mã số 14 ạ. Đây là dòng cát xanh lưỡi hồng nhá. Dòng này cây của nó cũng cứng cáp, khỏe mạnh, đẹp. 130.000 cát xanh lưỡi hồng. Đây là mã số 14. Mã số 15 cát tím đậm. Đây là một bụi tím đậm cũng nhiều tép này. Tím đậm 130.000. Mã số 15 tím đậm. Mã số 16 trắng lưỡi hồng. 130.000 một bụi. Đấy, to đẹp chưa? 130.000. Ngày xưa cát còn toàn 200.000 một bụi cơ. Mà phân màu đấy ạ, giờ rẻ hơn rất là nhiều. 130.000 một bụi. Mã số 17 ạ. Đây là cây hồng chớp. Mã số 17 hồng chớp.
Và cuối cùng đây là cái dòng mã số 18, là cái dòng màu cuối cùng. Bụi là bụi lớn hơn tất cả. Và loại này em bán là 170.000 đồng một bụi nhá. Đây là cát hồng Giáng sinh. Mời mọi người cùng ngắm qua cái bụi của nó này. Nó to, nó bự và bông hoa của nó rất là sai, rất là nhiều giả hành, nhiều tép. 170.000. Và vừa rồi là 18 loại dòng cát Layza hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Các bác đặt mặt hàng nào đọc đúng cho em mã hàng, bên em sẽ chốt đơn cho các bác chính xác nhé. Và dòng cát này có phân màu, hàng ngày xưa bán là rơi từ 200.000 trở lên một bụi đấy ạ. Ngày hôm nay thì giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều so với thời điểm hiện tại. Dòng này hoa quanh năm nên được các bác rất là yêu thích và ưa chuộng ạ.